chiều, ở một tiệm vàng. Ông chú trạc tuổi ba mình, cũng gầy gò y vậy, bước vào, Tần Ngần tháo kim băng trên túi áo, lấy ra một gói nhỏ. Mở mấy lớp giấy, tháo nốt chiếc khăn tay cuối cùng, chú đưa đôi bông tai nói muốn bán. Anh chủ cân xong, báo 2,8 triệu. Chú lại Tần Ngần hồi lâu, dạ thôi, tôi không bán đâu. Tôi xin lỗi. Thằng Hải xen vào, tiệm này làm ăn đàng hoàng lắm chú, họ không ép chú đâu. Dạ không phải tôi chê, chỉ là tiếc quá đó cậu ơi. Rồi chú dắt xe đạp xa về. Xuống lòng đường được mấy thước, chú dắt xe quay vào. Lần này, chú bán, cầm tiền, chẳng buồn đến, chú thất thểu bước ra về. Vừa quay mặt đi, lại đứng chôn chân ngẩng mặt lên trời. Nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi, chú khóc. Sau vài cái xoa vai an ủi, chú mở lòng với tôi. Vợ chồng chú lấy nhau không có đám cưới, cô vất vả cả đời cũng chẳng có nổi phân vàng để đeo cho có với người ta. Đâu chừng 10 năm trước, ráng lắm, chú cũng sắm cho cô được đôi bông vàng 18 hơn chỉ. Cô mừng lắm, quý lắm. Nhưng đeo được mới chừng nửa năm, cô mất. Chú giữ nó như một kỷ vật quý giá và duy nhất của cô, của nghĩa vợ chồng. Cả năm nay chú bệnh nhiều, không làm được gì, đắn đo mãi mà vẫn ráng giữ. Nhưng nay đành bấm bụng bán đi, lấy tiền mua thuốc, thôi không sao đâu. Chú đừng buồn nữa. Đứng đây đợi con một chút. Quay vào tiệm, anh ơi, em muốn mua lại đôi bông tai chú mới bán. Em đợi chút, anh đánh bóng lại cho. Không cần đâu, em mua để tặng lại chú ấy mà. Nói thêm vài câu, kể lý do, ảnh biểu đưa ảnh 1,4 triệu thôi. Coi như mỗi người góp một tay. Cuộc đời này, thiệt nhiều người rộng lòng. Nhìn đôi tay chú run run khi được cầm lại đôi bông, tôi nhớ ba mình quá chừng. Cái lần cầm chiếc nhẫn vàng đầu tiên do thằng con tặng, ba cũng run hệt như vậy.